Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã dự kỷ niệm 30 năm mở đường bay thẳng Việt Nam-Australia. Trong 30 năm đến với thị trường Australia, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện hơn 12.800 chuyến bay, vận chuyển được 6 triệu lượt hành khách và gần 170.000 tấn hàng hóa. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của vận tải hàng không đối với mỗi quốc gia, khẳng định chính phủ luôn tạo mọi điều kiện để các hãng hàng không nhà nước, tư nhân phát triển cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. Thủ tướng đề nghị phía Australia hợp tác hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam về đào tạo phi công, thợ máy, đội ngũ quản trị, nguồn vốn đầu tư. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn người dân Australia đã lựa chọn các hãng hàng không Việt Nam để đến với Việt Nam, góp phần kết nối văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế hàng không hai nước.